Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Thọ Trước Ngay anh em nhá. Thì nói chung là anh chị và Thọ kiểu Thọ thiếu gia. Nói chung là các bạn là thì hôm nay mình không biết là mình lạc trôi đến đâu. Mày quay cái nhưng mà ở đâu? Mình nói chung là ở Hải Dương các bạn. Đấy, đây mọi người biết ai rồi gì? Bà Trùm ấy. Đây là các bạn đây. Các bạn có tin mình tháo cái biển đấy không? Em đố anh ấy. Nói chung là mình lên đây mình gọi là vừa vui vừa buồn, bởi vì hôm nay mình gọi là lên đây mình bị ốm, nhưng mà mình lên đây lại có rượu nên là mình vui đỡ, là gì đỡ ốm vui rồi. Là được ăn ké đi ô mua tô. Đó là mình lên đây là chủ... lâu thế bạn ơi. Ngồi lâu bạn ơi, đứng dậy bạn ơi. Nói chung là mình lên đây chủ đề, mình chủ đề chính của mình lên đây là mình đi xem các bạn ạ. Đâu, lên đây bố thêm 50 kênh rồi về nhá. Mình bố tầm 10 video là mình về không, em bố 10 video, em bố 50 kênh cơ. Đây là về. Đi về. Về luôn. Anh em phải xách cái đi về đấy. Em chuẩn bị đuổi anh em mình về rồi các bạn ạ. Về đi. Bỏ lên ra bạn ơi. Bỏ lên ra bạn ơi. Bông mới lòng bạn ơi. Mày review khu vực quanh này cho anh em xem nào. À, mọi người có biết đây là ai không mọi người? Đây là anh Hoàng Sơn. À, không. Không. Anh à? Hoàng Sơn bên nhỏ phải tự tao nói. Xin chào tất cả các bạn và vẫn là mình. Hoàng Sơn bên nhỏ. Đó đây là và xin phép là im. Và xin phép tất cả các bạn là đây là thằng thầy của mình, là thằng em thầy mình. Anh em thầy. Anh em hủy sắp cái thằng. Thôi rồi. Thôi em ơi. Anh Mạnh về với mình đấy. Ơi, Hoàng Sơn anh nhỉ. Anh Mạnh đón được nhỉ? Ơi. Không có gì với ai nữa anh. Đây. Đây à? Gương mặt tiêu biểu không anh em hiểu không? Tiêu biểu à? Đây, cái quảng cáo cái xe cái. Quảng cáo á. Chị. Giờ là lôi. Đây các bạn ơi. Đây. Anh Trường còn đang uống rượu trong kia nha. Rồi, bà đây cho cái xe mình bà đây. Đấy các bạn ạ. Đây là bà Trùm này, không ăn chua rồi không? Đuổi bắt. Em ơi. Đến anh vẫn chưa được vào ngồi xe em này. Em lại đến xe của thầy anh. Thầy anh ra em đi, em ơi, ra đi. Thầy ơi, nào. Đóng cho anh biết em vào này. Đây, chính là bà Trùm Dương Xu. Đấy, vào đây em ơi. Có mấy bà Trùm? Một. Chỉ một duy nhất thì ra em ơi. Từ dưới em ngước nhìn nước cao em lại thấy chung mặt trăng em ơi. Cuộc sống này ấy, không ai là một người hoàn hảo. Nhưng mà với bà Trùm này là hoàn hảo. Em ơi, vào đây. Tiền đâu? Mở xe hả? Em chỉ hoàn hảo như khi này em chưa lấy tiền thôi. Nhưng mà em lấy tiền này rồi em không hoàn hảo. Dừng chiến ông anh ấy. Xin lỗi anh, đây là xe không phải xe của em mà không phải xe của anh mà là xe của ai? Đây là xe của anh quay vlog đấy, rồi quay trước khu đấy nhìn thấy rồi. Đây mình sẽ quay muôn trần này. À mình quay cho người nội thất cho mọi người này, đi ra này. Rồi quanh xe này. À đây là con Kia mọi người, Kia đây. Là rất đẹp nha mọi người. Tuấn xem Tuấn review tất cả cái xe mọi người đấy nè. Trong khi đây review luôn cả Viễn Diễm này đây đấy nha mọi người. Rất là rất đẹp gái ở đấy, đang cười đấy. Rồi đây. Đấy là đấy quay lại đến chủ đề chính là đây. Thằng này đang nói chuyện với thầy. Đâu em đi review con xe. Mày được cạnh mày là Tuấn Khỉ mày. Thôi im ra. Tôi chào anh em mình đấy là chứ. Chào tất cả mọi người nhá.